Xin chào tất cả các cô chú và anh chị các bạn đang xem kênh YouTube ở đây miền Tây. Thì bữa sáng hôm nay đang là 8:30. Mấy anh em mình thì đang đi săn một cái loại con tên là rọt rẹt. Đi săn một con rọt rẹt ở miền Tây. Thì cái con nó sẽ như thế nào thì chút xíu nữa săn được thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Tại vì không có nói trước được nha các bạn. Mình mà nói trước tên của nó ra thì nó không có linh, mình sẽ bánh không có được. Ở đây là mấy anh em. Chào khán giả cái. Chào mọi người. Đây là anh chủ kênh YouTube ở đây miền Tây. Mọi người còn, xem hôm nay tụi mình sẽ săn con gọt gẹt nó sẽ ra như thế nào nha. Còn bên này là anh thợ săn, anh Tấn. Rồi giờ mời cả nhà mình đi theo để xem quá trình săn cái con rọt rẹt thì nó sẽ như thế nào. Ở quê thì mình săn chủ yếu bằng công cụ thủ công, đó là sử dụng rằng ná chứ không có sử dụng ba cái súng hơi rồi nha các bạn. Bây giờ thì đang trong quá trình đi tìm kiếm cái con rọt rẹt. Đây, phát hiện ra một em. Có phi gì? Cái con này thì nó động tĩnh nó khá là lẹ nên mình cần phải rất là nhẹ nhàng mới săn được nó nha quý vị các bạn. Khá là hồi hộp luôn. Chạy hả anh Tấn? Thì bây giờ mấy anh em sẽ đi vô khu vực vườn ở phía sau. Ở miền Tây thì các bạn sẽ luôn thấy những vườn trái cây như thế này. Nè, bưởi đồ rất là nhiều luôn. Nhìn đã không? Bây giờ đang là mùa bưởi, còn sầu riêng thì hết mùa rồi. Đó, rất là nhiều luôn. Mà bưởi ở dưới này thì nhiều lắm các bạn. Thường là mấy người dân sẽ không có thích ăn đâu. Tại nhiều quá người ta ăn rít chén luôn này. Ông chụp được gì thì mấy anh em đi sẽ gặp con gì là bắt con đó hết luôn nha. Ví dụ như gặp nhái cóc gì cũng bắt luôn. Nhái thì mình sẽ bắt để chiều đi cắm câu. Được một em đầu tiên nha quý vị các bạn. Rồi bây giờ mình có thể nói tên nó được rồi. Con này ngoài cái tên hồi nãy, ngoài cái tên của nó tên gì ta, hồi nãy tên gì quên. Rọt rẹt ra thì tên của nó chính xác đó là con rắn mối. Mọi người lưu ý đi săn nó là mọi người đừng có nói tên đó. Đúng rồi, chưa săn được thì mọi người không có nói tên đó nha. Một em rắn mối đầu tiên. Con này mà nướng lên là thịt nó thơm hơn thịt gà nữa. Chỉ có ở dưới miền Tây thì mình đi kiếm mới có mấy cái món này thôi chứ. Thành phố sao biết được mấy món? Thành phố thì lấy đâu ra? Không, thành phố có nhưng mà mua theo dạng công nghiệp á, người ta nuôi chứ không có dạng tự nhiên. Mà mấy con này thì các bạn ăn theo dạng tự nhiên nó mới ngon. Thịt nó mới chắc, nó thơm lắm. Nói chung là khó tả lắm các bạn. Chút xíu nữa khi chế biến các bạn sẽ nhìn thấy sẽ có cái độ hấp dẫn của nó. Đây các bạn ơi. Đang đi săn rắn mối thì anh hai ở nhà kế bên. Ông la, ông đập được con rắn chạy qua liền. Rắn này rắn gì anh hai? Mỏ vỏ. Rắn gì? Mỏ vỏ. Mỏ vỏ hả? Đập chết chưa? Chết rồi. Mỏ vỏ. Đây các bạn. Đây là một con mỏ vỏ. Ủa tên ngộ vậy ta? Đó, còn quậy quậy cái đuôi nữa kìa. Rồi cho vô luôn thành phẩm. Được cái này cũng được 2 xì rượu. Tục là một con nữa. Thành phẩm của tụi mình. Ê, con này sống luôn hả? Còn sống. Bắt sống luôn hả? Bắt sống. Trời, nó dễ ghê vậy. Rồi cho vô luôn. Quá đã, quá đã. Đó, thành phẩm nãy giờ sơ sơ thôi cũng được. Mình là mọi người. Đó, thành phẩm sơ sơ là được 4 em rồi. Với một em rắn. Đó, chưa gì là thấy đủ một buổi nhậu rồi đó.
Thì đây, các bạn sẽ được thấy cái khung cảnh đồng ruộng ở dưới miền Tây rất là đẹp luôn, rất là bình dị và nhìn. Có không anh Tân? Mọi người về miền Tây đúng không? Mọi người chỉ cần đi một chút là sẽ có mồi đồng để mọi người nhậu rồi. Ừ, rất là dễ kiếm mồi nhậu luôn. Không có này cũng có kia thôi. Riêng cái gì chứ mồi nhậu là không thiếu. Đó, mình phải dùng mấy cái cây mình chọt chọt về để cho nó nấp trong đó nó chạy ra. Mấy con này nó nấp hay lắm, nó nghe tiếng động là nó chạy vô nó nấp rồi. Đó, 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 nó chạy qua kia kìa phải không? Nhái. Trên ngọn mấy cây dừa này cũng là một cái nơi cư trú rất là thích của mấy con rắn mối với lại chuột. Thì gặp chuột hay rắn mối gì là mấy anh em cũng bắt hết nha các bạn. Có mồi gì là nhậu mồi đó. Nhưng mà chính là hôm nay vẫn đi săn cái con rắn mối. Ủa, dừa ghim này vô chưa ta? À, mấy cái mình ghim thuốc vô cho nó nhanh ra trái hay gì anh Tên? À, mình sẽ đâm một cái thân cây vào trong cái thanh dừa như thế này, rồi mình cho thuốc vào để cho mấy cái con đun dừa nó không có phá, nó không có ăn lỗi cây. Có hả? Lẽ vậy. Bánh cái rộp là lụm mà. Một trong những tay thiện xạ. Đó. Thẩm thêm được một con nữa nha mọi người. Trời ơi, em rồi, em rồi. Chuẩn bị có mồi nhậu rồi. Bỏ vô luôn đi anh hai. Thì do là canh của mấy anh em cũng mới tập làm thôi, cho nên có gì mà quay thiếu sót hoặc là chưa có được ưng ý thì mong quý cô bác và các anh chị cũng thông cảm và góp ý nhiệt tình cho mấy anh em để mấy anh em biết cách để thay đổi hơn, tốt hơn và có động lực để ra nhiều video cho các cô chú và các anh chị xem. Và cũng đừng quên giúp cho mấy anh em một vài lượt đăng ký kênh nha các cô chú và anh chị, để cho kênh nhanh phát triển để mấy anh em có động lực. Ở dưới miền Tây này thì rất là nhiều cái điều thú vị, mấy anh em sẽ có thời gian rảnh sẽ đi quay cho các cô chú và các anh chị và các bạn xem. Tiếp tục. Một phát anh ngay, quá hay. Thiện xạ nãy giờ bánh chưa trượt phát nào luôn á. Một phát là lụm. Trời ơi, quá đã. Nãy giờ cũng được 6-7 con nữa ha. Đó, đưa lên, quay lên cái coi này. Nâng lên coi thử cái. Đó, hình quả nãy giờ đi. Hồi nãy là đi 8 giờ rưỡi. Bây giờ 9 giờ mới có nửa tiếng à. Mới còn nửa tiếng là thấy đủ mồi nhậu rồi đó. Ở dưới này cái gì chứ mồi nhậu là không có thiếu. Nào mấy cô chú anh chị có rảnh thì cứ xuống chỗ tụi em chơi đó, mấy anh em sẽ kiếm mồi nhậu đãi các cô chú anh chị. Rửa nước, dừa nước nè. Nói chung là ở đây là đủ loại. Thích cái gì là có cái đó. Tôi phát hiện một con rắn mối nữa nha mọi người. Con rọt rẹt này nó cũng hay lắm. Khá là lẹ.
chọt chọt ba. Mấy cái bụi cây này cũng rậm quá nó dễ cảnh trốn. Vô hàng lẹ ha, mới đây mà thì lẹ dữ ta, nấp trong mấy cái lá đi. Có hả? Chết không, chết không, chạy đâu hết, ổng mà bánh khỏi chạy. Vô lên này, vô lên này. Ê, trời ai ai. Quý vị các bạn thấy chưa, một em bọc rất là hay luôn mà. Này mà thịt nó là bao thơm luôn. Nó tới nè, tới đây luôn rồi. Chơi đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp đi qua mương ở dưới miền Tây. Này là gọi là cầu ba khúc. Đây là cầu ba khúc nha mọi người. Chỉ có miền Tây mới có nha mọi người. Nhảy qua đó nhưng mà nó là cái cầu đó. Mọi người dám đi cầu này không? Đó, cầu đó là cầu ba khúc. Đây, điệt xong rồi nó sẽ nổi lên cho mọi người đi tiếp. Mọi người thấy ở đây có độc đáo không? Dưới gầm cái chuông á, dưới gầm chuông qua kia ơi. Một con rắn mối rất là mập nha mọi người. Mình phải đi nhẹ, nói khẽ. Cười duyên. Cười duyên. Trong cái gầm đó. Đây nè, trên nè. Đây nè, không bắn được. Mất tiêu luôn. Dính rồi nha mọi người. Tay tìm sạn này bắn chưa giờ thấy hụt luôn ta. Một phát anh nghe chưa biết hụt là gì. Đây mọi người, thì một con mà con này không phải con hồi nãy rất là mập mọi người. Một phát anh nghe. Đây có hai con nhưng mà con kia trốn đâu rồi. Đúng là một tay thiện xạ. Nè, mới đi có nửa tiếng đồng hồ thôi mà chiến lợi phẩm là đủ nhậu rồi nha mọi người. Nhậu là bén luôn á. Mốt kênh nào phát triển là xây cái chòi ra đây nha mọi người. Điểm nhậu lý tưởng của anh em tụi mình. Đang có ý tưởng. Nè mọi người, anh em mình đang đi ra ngoài lộ. Giờ trời nắng lên rồi, nó gắn mó nó thường lên phơi nắng đó mọi người. Đi ngoài lộ về dễ thấy nó. Mới nói xong là phát hiện một con rồi mọi người. Nhỏ quá hả? Thôi nhỏ quá, tha cho nó đi. Nó nhỏ quá mình nuôi luôn nha mọi người, không bắt luôn. Con nào đủ tuổi đủ cân nặng mới bắt. Nhỏ quá để cho nó lớn. Lấy hai con đây, lấy lụm chưa? Lụm rồi. Đi lần trước rồi nè. Trước nữa anh đi. Giờ nó ra rồi, giờ nắng bắt đầu nó ra nè. Mọi người thấy đây, miền Tây không mọi người? Đây các bạn, đi đường mà khát nước là có luôn. Mà vừa dưới nè, miền Tây là tụi mình dễ lắm. Nhà ai cũng được, cứ mình cứ vòng vòng xóm hái ăn uống thoải mái. Khát nước là uống luôn, khỏi phải đi, khỏi mang nước đâu. Dừa rồi chuối nha mọi người, rất là nhiều. Dừa thì thấp thấp vậy là mọi người có thể có trái ra trái rồi đó mọi người.
Phát hiện một em nữa rồi mọi người ơi. Bắn gớt giờ bây giờ kiếm nè. Trong cái bụi rậm quá nè. Chuối mọi người thấy không? Chạy qua tới bên đây luôn hay gì rồi nè. Chuối mọi người thấy người ta không ăn mà nó thúi luôn không mọi người. Đây là cảnh quê miền Tây nha mọi người. Đây đây, thấy không? Giờ này nó ra phơi nắng nhiều lắm mọi người. Đi ba đường bên trên đường lộ này là dễ thấy lắm. Trời ơi. Bánh cái nó rớt xuống góc dưới. Rồi bẻ trái dừa uống luôn nè. Bẻ tới đâu bẻ. Hồi nãy bẻ trái cây lùng không bẻ. À. Cái đùi lúc lắc lúc lắc. Đây mọi người thấy giờ này nó ra phơi nắng rất là nhiều. Nhậu đi, nhậu đi. Đó, nó đang vẫy cái đuôi nè. Anh em mình đủ nhậu rồi đó mọi người. Người thấy dừa không? Mọi người có thấy cảnh quê của mình ở đây không mọi người? Rất là yên bình. Bây giờ đồng thì người ta đang xả nước vô để lấy phù sa mọi người. Nên cũng cá cũng rất là nhiều. Bữa anh em mình cũng đi soi ếch ở ngoài đây nè. Cái đồng này nè mọi người, soi như cốc chứ. Ví dụ anh em nào mà có thích về miền Tây thì liên hệ mình. Nếu mình rảnh thì anh em xuống đây nhậu chơi với mình nha. Đây, anh em mình giờ chuẩn bị về nha mọi người, chế biến nha mọi người. Bao nhiêu đây, cũng đủ ba anh em mình nè. Nhiều đây là nhậu là phê rồi. Đó, chỉ cần mồi chứ nhiêu đây là đủ nhậu rồi. Bây giờ theo chính anh em mình về làm mồi. À. Giờ mình về làm mồi không mọi người, xem coi đầu bếp chính của mình á mọi người, cũng là tay thiện xạ đó. Sẽ chế biến món gì đây? Rồi, đầu bếp khát nước quá, hai trái dừa uống luôn rồi mọi người. Cách uống dừa của người miền Tây nè. Trời ơi, uống dừa học máu luôn. Trời ơi. Gì dữ vậy? Trời ơi, ghê quá. Uống gì sặc sụa dữ vậy? Đó cho em miếng này. Quá khát bị sốc. Rồi. Mời các cô chú anh chị nha. Đổ còn sặc hơn tao nữa nè. Trời ơi. Trời ơi nó mát nó đã gì đâu đó trời. Đi nãy giờ nắng thôi. Đây là cái công cụ gây án. Công cụ gây án của tụi mình. Cái này là phải thiện xạ bánh phát nào là chính xác phát đó luôn. Mốt anh mấy anh em mình sẽ còn dắt các bạn đi coi bánh chim, bánh gà rừng đồ. Ở đây của bọn mình là bìm bẹp nhiều lắm nha mọi người. Bìm bẹp với chim phướng á. Rất là nhiều. Hôm nào anh em xem mình sẽ quay ra một clip để săn bìm bẹp. Rồi, bây giờ thì đi vô làm mồi nhậu. Giờ chào anh em nha. Mình sẽ vào chế biến mấy con gọt rẹt này. Xem đầu bếp của mình sẽ chế biến cái gì cho mọi người cùng thưởng thức nha. Nha mọi người, bây giờ mình chuẩn bị nướng mấy con gắn mối này nha mọi người. Có cái chuột nữa. Chuột này mình mua để hẫm gà rồi. Hôm nay mới đem ra nướng. Hôm nay nướng để chào mừng lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Đây gắn mối này nha mọi người. Gắn mối nãy mình đi săn nè. Còn trong đây thì mình có món bò ướp nhúng mẻ mọi người. Hôm nay lễ nên nhà mình cũng nhiều mồi. Sáng sớm anh em rảnh thì đi kiếm gắn mối thêm. Chứ hôm nay nhà mình cũng nhiều mồi lắm mọi người. Đây là nước cơm mẻ nè mọi người. Đây hồi mình nhúng với thịt bò này. Thịt trâu chứ. Nhầm, thịt trâu. Thịt trâu nha mọi người. Đây là thịt trâu. Thịt trâu nhúng mẻ. Còn này là cái gì vậy cha? Huyết hậu. Huyết hậu chân. Cái này là huyết hậu chân nha mọi người. Chín chưa? Không có nêm thử nó vừa không nên thôi cứ chiếu chiếu. Đây hành phẩm của mình đây mọi người. Chuột người nhìn thấy kìa. Thèm chưa, thèm chưa? Là vàng. Mà đây chuột nha mọi người, để chút gắn mối nó vàng cho mọi người xem.
Đây, mình có ruột nữa nha mọi người, ruột. Ruột với phổi. Phổi nướng. Chuột. Chuột gắn mối. Trời nay hay lễ quá trời mồi mọi người ơi. Rồi. Rồi, mời tất cả mọi người nha, cùng ăn món gắn mối với mình nha. Đây là gắn mối sáng mà mình với anh Tấn đi săn được rồi mọi người. Rất vàng, rất thơm đó mọi người. Trời, cái thịt nó thử nha mọi người. Thịt nó rất ngon nha mọi người. Quá nhiều thịt. Trời, nhìn nó thấy hấp dẫn. Luôn, hấp dẫn. Trời ơi, nhìn cái xớ thịt. Mọi người thớ thịt nó là mọi người. Này xương ăn được luôn hả anh hai? Được luôn, nhai luôn xương. Cái này bỏ đồ đổ ra dìm cho. Rất là ngon. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá. Rồi bây giờ là thử đến cái món chuột nướng. Ủa đó còn mời các bạn ăn thử cái món ngon mối nãy mình đi săn được các bạn. Ngon, ngọt. Ngọt hơn thịt gà nữa. Trời, cái này khỏi nói kìa. Quá bén luôn. Thử chuột coi. Thử chuột coi. Thử thêm chuột. Món chuột đồng. Không chuột... mới ốc, bả lắm. Thôi hả? Trời, cái da nó. Trời. Mời các bạn. Chuột không ngon bằng món mối. Đánh mối thì thịt nó chắc ngọt hơn. Ừ, mà thịt chuột này là cũng rất là bén á. Thịt chuột này ở miền Tây là đỉnh luôn rồi. Tới cái mùa mà gặt lúa thì sẽ đi quay cái công đoạn bắt chuột cho các bạn xem luôn. Tại vì bây giờ cái mùa này là hết lúa rồi. Vừa rồi thành quả của tụi mình đây mọi người. Mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha. Giờ video của tụi mình hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Mọi người nhớ cho tụi mình một like và một lượt đăng ký kênh để kênh của tụi mình ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Và chào tạm biệt mọi người nha.